ẩm thực 4.0 sẽ hướng dẫn các bạn một cái món đó là cánh gà chiên siêu cay nhé. Đó, hôm nay mình sẽ làm món cánh gà chiên siêu cay. Và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng là ba cánh gà nhé. Cánh gà thì mình sẽ cắt cắt theo cái theo từng miếng như thế này đó. Đây là cắt miếng, và bây giờ thì đầu tiên thì mình sẽ đi ướp cái cánh gà này. Thì mình sẽ cho ít ít muối nhé. Muối này. Mình cho vừa muối nhưng không làm mặn. Đó. Ít hạt nêm. Và mình cho ít tiêu vào. Tiêu. Đối với cánh gà này thì khi mình đã cho gia vị vào là mình ướp từ tầm khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ ướp cánh gà tầm 3 phút đến 1 tiếng nhé. Trong lúc ướp cánh gà thì mình sẽ đi làm một số công việc khác, đó là mình đã đi chiên vừng, rang vừng đó. Đây các bạn, bây giờ chúng ta sẽ thêm để đi chiên vừng. Trong lúc chờ đợi gà thì mình đi chiên vừng trước. Đây mình sử dụng vôi tan nhé. Bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt nhé. Mình cho ít dầu vào. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi băm vào nhé. Khi tỏi được rồi thì mình sẽ cho giảm nhỏ lửa đi nhé. Mình cho từng ớt vào. Mình cho sữa ướp bột. Đường. Đó, chúng ta cho đường vào. Khi mức độ cay thì tùy theo từng từng bạn nhé, bạn nào muốn ăn cay hơn, cay nhiều nữa thì cho cay. Ủa, mình bỏ siêu cay rồi, các bạn ăn rất là cay. Mình cho thêm ít nước bột nữa, thêm bột, cho thêm.
Bây giờ chúng ta lại cho ra bát. Chúng ta lại cho cái nước sốt này ra bát nhé. Và chúng ta phải đi chiên gà. Mình sẽ cho bát nữa. Và cái nước sốt mình đã cho ra bát. Đấy các bạn nhé, gà của mình đã ướp được khoảng tầm 3 phút đến 1 tiếng. Thì bây giờ mình sẽ chiên gà. Cho trong lúc từ lúc chiên gà thì mình sẽ chuẩn bị là gà mình sẽ mình một quả trứng gà chứ. Mình sẽ đập vào này. Cho một quả trứng gà vào. Tiếp theo là mình sử dụng bột năng. Mình cho một ít bột năng vào. Mình trộn đều cái gà lên. Trộn đều gà bột năng với trứng gà lên nhé. Rồi, bây giờ một năng một trứng gà với gà đang đều thì mình sẽ đưa gà đi chiên. Bây giờ chúng ta chiên dầu trên gà nhé. Thì mình sẽ cho nóng dầu vào cho dầu ăn vào. Đối với cánh gà này thì mình phải chiên chín hoàn toàn nhé. Thank you.
chiên vậy, chỉ chiên cái luôn đấy, không phải chiên vừa đâu đấy, nó chiên cũng thẳng luôn đấy. Nhưng chúng ta phải bỏ nhiều dầu. Các bạn nhá, cánh gà mình đã chiên chín hoàn toàn nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho nước sốt vào. Đây, cái nước sốt mình lúc nãy vừa là mình cho vào. Mình cho một ít phi vừng vào. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều. Nếu như mà các bạn mà có cái túi găng tay thì mình trộn túi găng tay hơn, dễ hơn. Còn như mình đây không có thì mình sẽ dùng cái đũa với thìa mình đảo lên cho nó đều và ngấm gia vị nhé. Mình làm nước sốt thì hơi ít. Hôm nay mình làm lần đầu, mình thử nghiệm lần đầu nên là đây các bạn nghe, mình đã trộn đều chứ, mình đã trộn đều cái nước sốt đi cái thìa xong nhá. Bây giờ mình sẽ cho lên đĩa, rất là cay các bạn nhé. Các bạn bỏ, mình thì bỏ vừa chứ bỏ nhiều quá rất là cay cực kỳ luôn. Mình bỏ từng tó từng ớt với bột ớt mà cay lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Bây giờ mình chuẩn bị một đĩa sau rất là đẹp như thế này thì mình sẽ cho lên đĩa này. Cho cánh gà lên đĩa. Đối với những bạn nào mà ăn cay được thì rất là ngon. Còn những người nào không ăn cay được thì cái này, đối với cái này là rất là quá cay. Đây các bạn nhé, thành phẩm của mình đây nhé, nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ? Các bạn có thể chiên cho con ăn và hoặc là ví như mình, những bữa khách mình có thể sử dụng những cái món này ăn cũng được, rất là ngon. Đó. Đây, ngon chưa? Rất là cay. Đó. Xin chào và hẹn gặp các bạn nhé, chúc các bạn có một món gà cay rất là ngon nhé. Nhớ ủng hộ kênh mình nhé, đăng ký ủng hộ kênh mình và chia sẻ cho bạn bè cùng làm những món gà này cho gia đình ăn nhé.